Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Mẹ Bảo Hân. Những bài thuyết trình cắm hoa nhân ngày 20 tháng 10 là một phần không thể thiếu trong các cuộc thi cắm hoa nghệ thuật, với những chủ đề như sắc màu phụ nữ, dòng thời gian, tôn vinh, mộc mạc và thầm lặng, dòng giữa mẹ, dáng mẹ Việt Nam, thuyền hoa, vươn xa phụ nữ Việt Nam, ngày vui của mẹ, điểm tựa, Việt Nam hoặc bàn tay mẹ. Đây là những mẫu thuyết trình cơ bản nhất mà Mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ đến với quý vị và các bạn. Mong là có thể góp phần cho quý vị và các bạn có được một nguồn thông tin để chúng ta có thể sử dụng thuyết trình trong những ngày lễ, đặc biệt là ngày 20 tháng 10. Bài thuyết trình cắm hoa chủ đề điểm tựa. Kính thưa quý vị ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo, đồng nghiệp thân mến. Tên tôi là đại diện cho cơ quan. Đến với hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, tôi xin phép được trình bày phần thi thuyết trình về ý tưởng cắm hoa của tôi. Hoa sen là hình ảnh không còn xa vời với người Việt ta. Người ta thường nói, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại thêm nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, đã làm toát lên vẻ đẹp thanh cao của hoa sen. Nhưng hoa sen đâu chỉ đẹp, không có, còn là mang một ý nghĩa sâu sắc nữa. Hoa sen là loài hoa có một sức sống mạnh mẽ đến kỳ lạ. Suốt những tháng mùa lạnh nó ủ mình trong bùn lầy, chỉ đợi ánh nắng mặt trời ấm áp đầu hè và những cơn mưa rào đổ xuống là tưng bừng tràn trề sức sống. Cũng giống như một con người được sinh ra trên thế giới này, tồn tại giữa cuộc đời đã vượt qua bao sự tham lam, sân si, dục vọng và không bị vấy bẩn, ô nhiễm bởi dòng đời. Sen vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ, rồi một mai bừng sáng giữa khung trời. Từ sâu thẳm chúng bùn lầy đất mẹ, ngát hương thơm, nét đẹp chẳng phôi phai. Hoa sen với những phẩm chất thanh cao, hiếm loài hoa nào sánh được. Không chỉ đặc biệt vì sen là quốc hoa của Việt Nam ta, mà bên cạnh đó, hoa sen cũng trở thành một loài hoa được yêu thích bởi những ý nghĩa đặc biệt của nó. Trong đó, sen trắng chính là sự cao đẹp trong cuộc sống thiêng liêng cao quý, yêu thương và chia sẻ với nhau những hương vị của cuộc đời. Có thể mọi người sẽ yêu quý hoa sen trắng bởi vì màu trắng của hoa sen đó là màu của đức hạnh, từ bi, trí tuệ, màu của sự thanh cao, tâm hồn thể hiện trong đời sống đạo đức, văn hóa, cao đẹp. Nơi phẩm chất thánh thiện bởi lòng yêu thương, khoan dung, nhân ái, cao thượng. Và trong bài cắm hoa của tôi hôm nay, hoa sen trắng chính là chủ đạo. Sen luôn thanh cao như tâm hồn người phụ nữ, khoe sắc hồng cho lứa tuổi đôi mươi. Sen trắng như người phụ nữ thanh khiết, thuần hậu và yêu thương, chăm lo thế hệ tương lai, không toan tính cho riêng mình, lặng thầm hy sinh chịu đựng tất cả mọi khổ đau bất hạnh trong cuộc đời. Hình ảnh chuyến đò người phụ nữ bên những đóa sen trắng tính là một biểu tượng tươi đẹp, biểu tượng dịu dàng của nét đẹp tinh khiết, biểu tượng của sự tần tảo, của sức sống mạnh mẽ, vượt mọi khó khăn giông bão để tiếp tục vươn lên. Thời gian lấy đi của phụ nữ sắc đẹp, lấy đi tuổi trẻ, đổi lại bằng những nhọc nhằn in hẳn lên những vết chân chim. Cả cuộc đời người phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình, mỗi sáng thức dậy luôn mong có thể nhìn thấy nụ cười của người mình yêu thương. Phụ nữ cần nắm những lời động viên, cần nắm một mái nhà an yên để nương tựa đến hết cuộc đời. Vâng, tôi xin cảm ơn ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể giáo viên, đồng nghiệp đã lắng nghe bài thuyết trình ý tưởng cắm hoa nghệ thuật của tôi. Một lần nữa xin chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Nhân dịp 20 tháng 10, mẹ Oan xin được gửi tới tất cả chị em phụ nữ trên cả đất nước này những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho phụ nữ ngày càng xinh đẹp, thành công hơn trong cuộc sống. Tôi cầu chúc tất cả phụ nữ Việt Nam mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương, và mỗi người trên con đường kiếm tìm để tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình. Và ngày 20 tháng 10, chúc chị em phụ nữ luôn thành công trong cuộc sống. Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt cánh mày râu nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.